các bạn, hôm nay mình tên là Minh Châu. Mình sẽ kể cho chị nha. Ok, rồi, thắm nào. Em Vi bị bệnh hả? Bây giờ sẽ khám răng. Nào, bây giờ chị sẽ lấy thuốc cho gì? Bà An là bà An đeo đi. Tia lấy đây thuốc. Rồi tay đây. Bây giờ thì sẽ chích cho chị. Sẽ được chị. Bảo An lại khám cho chị đẹp. Rồi tới lượt đi khám gì lên thì chị khám cho gì? Đúng rồi. Có uống thuốc gì không? Có. Đây. Đó là cái gì? Cái túi. Đúng rồi. Chị sẽ chặt con dao. Đã có 2 phút rồi, 2 phút rồi. Chị có kẹo gì này lâu chứ ạ? Chị Tiện bị bệnh gì con? Ho hả? Ho sổ mũi. Có thuốc. Làm sao? Mở bụng ra. Quay lưng lại. Quay lưng cho bác sĩ gái con. Là bây giờ đi tiêm được khóc nha. Một lần nữa tiêm nha. Em bị bệnh gì? Nóng và ho sốt sờ mũi. Nhưng mà chị lại sẽ cho em làm nước muối. Ok. Làm nước muối thì nó cũng tốt nè. Làm nước muối nó khỏe. Thank you.
nay mà. Bạn về nhà xin đi nào. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn đi con. Chào bạn. Mình là Bảo An. Bảo An nhưng mà ông bảo ông kêu bạn này. Bảo Lê. Lê Di. Bảo Lê Di hả? Chị Tết không đi xe nữa hả con? Nhưng mà em chị tên là Lê hả? Đúng, em đi tìm Bảo An. Bảo An và Lê. Đúng rồi. Con là Nguyễn Ngọc Châu đấy. Đúng rồi, này con xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn đẹp. Mình tên là Minh Châu. Con học lớp mấy? Con học lớp 2. Hôm nay mình ok, tới gì đó. Xin chào các bạn. Chào bạn. Ủa? Thì sẽ đi cướp. Chơi hai chị em lại đi xe bà từ từ thôi em bé.
đi con, mẹ đi. Đi. Dạ, đi. Lên con. Đúng rồi. Đúng rồi. Mẹ nghỉ mẹ xíu. Ra ngoài đường một mình nha. Thôi xe đấy. Đó thấy chưa? Đó. Xe đó, sợ lắm. Chảy máu. Chảy máu ấy. Thì con đang dừng lại là có đèn đỏ trên chưa kì. Xe mà đi á, con sẽ dừng. Nếu mà có đi đỏ, không đi được. Xe không á. Để đỏ đỏ, dừng lại. Bắt bảo vệ. Xin chào các bạn. Chào bạn. Chút. Con dắt xe hả? Này là gì con? Con. Xe. Đi sâu nha. Và ba có sâu nữa nha mấy bạn ơi. Có sâu, hai có sâu to đùng luôn. Nhưng mà có sâu nó cũng bò được nha mấy bạn ơi. Mình sẽ tận dịch nha. Bye bye, tạm biệt nha. Con gì vậy con? Con gì vậy? Gì? Con sâu. Chú. Cái này là cái gì vậy dì Ly? Đâu. Cái kính lúp đó con. Cái lúp làm gì vậy? Soi hiển vi á. Soi hiển vi à? Cái này là con hiển vi. Ghê quá à. Con gì? Tôi có thấy ba con sâu nó bò kìa. Con sâu. Sâu gì mà có hai con sâu vậy? Cái gì đó con? Ố. Trời ơi, con thấy ba con sâu. Nhiều sâu hả? Nhiều sâu quá. Đâu sâu đâu? Là ghê coi. Đi bằng. Đi bằng cái gì đó? Súng hả? Ừ. Súng bắn sâu. Súng bắn sâu. Đúng rồi, sâu. Ghê ghê ghê. Bam. Bam bam. Có chết gì đâu.
Tối nay chị Lê có thấy con sâu nó bò không? Gì đâu thấy con sâu nữa đâu. Nhưng mà chú Thảo thấy con sâu, chú Thảo bắt đó hả? Đúng rồi. Đồ dao con sâu. Trời ơi, nó thấy ở trên cỏ này đúng không? Đúng rồi. Tối qua xin chào bạn, hôm nay mình đang thân dọn con Pikachu nha. Cần tim không? Kim tim đâu? Kim tim đây. Tim đây. Xong rồi. Ây. Uống thuốc nữa không? Uống thuốc cho làm gì nhỉ? Uống thuốc cho khỏi bệnh. Bye bye đi con. Bye. Thôi tạm biệt các bạn. Tạm biệt. Bảo An khám bệnh xong rồi. Bye. Khám bệnh xong rồi. Bây giờ em An đi uống sữa. Tạm biệt các bạn. Hãy kênh follow của bạn An nhé. Bảo An sẽ có
Chị Tết bye bye đi nè con. Bye bye các bạn đi con. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Bye. Chị Minh Châu bye bye các bạn. Bye bye. Bye bye.